Con có một thắc mắc, việc các Phật tử tại gia tham gia các khóa tu xuất gia gieo duyên là dịp để trải nghiệm cuộc sống phạm hạnh của người xuất gia và cũng là cơ hội để học và hành theo giáo pháp của Đức Phật. Nhưng do chỉ xuất gia ngắn ngày nên việc này lại là việc gieo nhân cho các kiếp vị lai không xuất gia trọn đời được, mà chỉ xuất gia một thời gian ngắn. Và nếu vậy, nếu trong kiếp hiện tại chưa đủ duyên xuất gia trọn đời thì cũng không nên xuất gia gieo duyên. Chấm hỏi, có phải không đó? Con kính xin sư từ bi giải đáp. Con xin tri ân sư. Sa thú lành thay. À, cái phần này là chúng tôi cũng đã có giải thích trước đây trong cái lớp học duyên pháp ở tại chùa Tự Quang. Chúng tôi cũng đã giải thích rồi. Đồng ý với một cái lý luận của cái vị Phật tử này, nó là để muốn học tập để mà thực hành pháp của Đức Thế Tôn trong một thời gian nào đó. Thì xin thưa, chúng tôi nghĩ như vậy, cái sự mà học pháp hay là hành pháp của Đức Thế Tôn á, không phân biệt là xuất gia hay là tại gia. Chính như người tại gia vẫn có thể học pháp được, và người tại gia cũng thể hành theo pháp của Đức Thế Tôn được. Không nhất thiết phải là bậc xuất gia mới học hay là hành theo pháp của Đức Thế Tôn, mà người tại gia cũng vẫn có thể học và cũng thể hành theo Đức Thế Tôn. Giáo pháp của Đức Thế Tôn không phải dành riêng cho những bậc xuất gia, mà giáo pháp của Đức Thế Tôn dành cho hàng tứ chúng, tức là tỳ khưu, tỳ khưu ni, rồi cận sự nam, cận sự nữ. Những cái cận sự nam, cận sự nữ là những người tại gia vẫn có thể thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Thí dụ như chúng tôi thấy rằng cái Đức Thế Tôn ngày dạy rằng đây là một con đường duy nhất e cá mắt gô với số thí gia ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, để đưa chúng sanh tới thanh tịnh, tức là chứng đắc được đạo quả. Hoặc là trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài nói đây là giới, đây là định, đây là tuệ chẳng hạn vậy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định, rồi chánh kiến, chánh tư duy là tuệ. Thì cái người Phật tử vẫn thực hành được giới, định, tuệ, vẫn thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và trong cái thời gian đó, như là Phật tử ở nhà chẳng hạn vậy, cũng có thể học hỏi những bài kinh như Tâm Trung Bộ, Trong Trường Bộ, hay Tăng Chi, hay Tương Ưng, hoặc là tham cứu về những tạng luật. Thì đâu có nhất thiết là phải là xuất gia mới học hay là hành theo lời dạy của Đức Phật đâu. Nhưng mà bây giờ nếu nó là xuất gia để mà tạo một cái nhân để những kiếp về sau đó, để mình có cơ hội xuất gia, thì chúng ta cho rằng cái lý luận này nó cũng tạm thời nó hợp lý. Nhưng mà nó cái điều tốt nó là như vậy. Rồi nửa chừng mình đi xuất rồi mình đi hoàn tục, thì một cái nhân tốt mình chấp nhận, tại sao cái nhân xấu là mình không chấp nhận? Ở trong khi nhân tốt nhân xấu nó cũng đều xuất phát như nhau. Nếu mình chấp nhận bây giờ tôi xuất gia để gieo duyên, để tạo cái nhân tốt để trong giáo pháp của Đức Thế Tôn tương lai tôi sẽ được xuất gia, vậy thì trong lần này mình xuất gia mình hoàn tục. Còn chúng tôi nói rằng khi mà xuất gia hoàn tục nó mang một cái phiền não luôn đó, mà đừng có bao giờ xem thường phiền não. Mỗi phiền não là một cái chướng ngại cho mình. Và cho nên là nếu mà xuất gia trong cái giáo pháp Đức Phật rồi, cái đó là nhân tốt. Rồi cái nhân xấu nó là xuất gia rồi hoàn tục, vậy là nó là một nhân xấu nữa. Cho nên chúng tôi khuyên rằng là nếu như xuất gia đi luôn thì nên đi, còn nếu như mà xuất gia giao duyên thì đừng. Nhưng đừng này không có nghĩa là không hành, không học theo lời dạy của Đức Phật. Bởi vì học hay hành đều dành cho tất cả hàng tứ chúng hết. Cái người cư sĩ có thể học được và có thể thực hành được. Thí dụ như người cư sĩ hành Bát Quan Tây Giới hoặc là hành Mười Giới, cái tôi thể là Mười Giới thì dành cho sa di, mà cái hàng cư sĩ không thực hành được đâu. Cũng có người hỏi chúng tôi rằng giờ một người cư sĩ vậy đó, ví dụ một người nữ tu mà muốn thực tập những cái điều mà như là tỳ khưu ni được hay không? Chúng tôi nói được. Chúng tôi thí dụ nè, một cái người á học trên những môn học ở trong lớp như là toán, vật lý, vi tính và vân vân,
người đó muốn học thêm ở ngoài những là anh văn hay pháp văn hay là những cái tiếng đại hàn rồi vân vân, nếu biết nhiều thì tốt chứ đâu phải cấm cản, đâu ai cấm cản đâu. Đức Phật ngày cũng không cấm cản vậy nữa, mà Đức Phật ngày cũng dạy là ba hướng sách trang này tăng mang ơn của tâm mang nết hạnh của người đa văn là một hạnh phúc cao thượng trong bài kinh Mangala Sutta. Cho nên với một lý do rằng là con muốn xuất gia để học pháp, để hành pháp, nhưng mà do con không có điều kiện xuất gia trọn đời được, để con chỉ muốn xuất gia để gieo nhân ở trong tương lai gặp Đức Phật tương lai gì kia. Chúng tôi thấy cái lý do đó nó không có đứng vững, bởi vì sự học pháp hành pháp không phải chỉ dành cho bậc xuất gia mà luôn cả những cái người cư sĩ cũng có thể là xuất gia được. Nếu như cho rằng đây là một gieo nhân tốt để kiếp sau gặp Đức Phật thì mình xuất gia, thì tại sao mình lại chối bỏ cái nhân xấu và xuất gia nửa chừng hoàn tục? Chúng tôi đã nói đó là một cái vết nhơ mà cũng không nên làm nữa. Còn quý vị nào đó hỏi đó thì thử hỏi xem trong kinh điển coi có vị thánh nào mà xuất gia được hoàn tục không. Một cái vị mà thánh dự lưu rồi đó, đã đắc quả thánh dự lưu rồi không bao giờ có ý nghĩ hoàn tục cả. Mà cái sự mà xuất gia mà rồi hoàn tục chỉ dành cho phàm nhân mà thôi. Có những vị tỳ khưu mà xuất gia mà chưa đang chứng đắc quả thánh hoàn tục thì có, chứ còn những vị tỳ khưu xuất gia mà chứng đắc quả thánh mà hoàn tục thì không có. Cho nên cái sự hoàn tục nó là cái chướng ngại cho cái chứng đắc đạo quả thánh mình. Không phải xuất gia để có phẩm mạo, mà xuất gia để mục tiêu của mình là chứng đắc được thánh quả. Cái đây là một cái điều cần thiết nhất. Lại nữa, cái chữ nét khâm má của xuất gia nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là hình thức xuất gia và tâm lý xuất gia. Một cái người cư sĩ tuy rằng không có hình thức xuất gia, nhưng mà tâm lý là tu tập tứ niệm xứ, lìa bỏ tham sân si, cái đó là tâm lý xuất gia rất là tốt. Mà lìa bỏ tham sân si đó là dạy của Đức Phật. Cái đâu phải nhất thiết là phải là xuất gia mới lìa bỏ tham sân si. Vì khi mà xuất gia mà không lìa bỏ tham sân si, vọng móng này kia thì nó càng nguy hiểm hơn. Nó là một phiền não, nó làm cản trở cái đạo quả mình. Cho nên chúng tôi thấy rằng như vậy, cho nên chúng tôi trả lời rằng nếu như mà thấy rằng mình không thể mà xuất gia được á, trọn đời được á, thì ở phẩm mạo cư sĩ thực hành theo giới định tuệ cũng là tốt, hoặc là học pháp học hành cũng là tốt. Còn nếu như muốn xuất gia thì chúng tôi ủng hộ xuất gia, nhưng mà đừng bao giờ có ý nghĩ là chúng tôi đừng có gọi có ý nghĩa là xuất gia giao duyên, bởi giao duyên nó sẽ là một cái chướng ngại. Bây giờ mình sẽ trông chờ cho nó hết thời gian để mình đi ra, không có tâm tư mà nó không còn cái tâm lý là nét khâm má nữa, tức là không còn tâm lý xuất gia nữa. Mà hãy xuất gia thì họ đi luôn, mà tới chừng nào mà phiền não nhiều quá chịu không nổi hoàn tục, Đức Phật cần cho phép hoàn tục chứ không phải là bắt buộc hay vô phải vô luôn đâu. Họ cho nên giao duyên là nó một cái chướng ngại rất lớn, cho nên phải nhớ thì đó là chúng tôi nhấn mạnh là cái là chỉ có những vị phàm nhân sau khi xuất gia xong hoàn tục thì có, chứ còn những vị thánh nhân mà xuất gia xong mà hoàn tục thì không có. Cho nên thấy là cái hoàn tục á, giao duyên, người xuất gia giao duyên á, rồi hoàn tục á, nó là một cái chướng ngại cho cái thánh đạo thánh quả, nên thấy nguy hiểm ở chỗ đó. Cho nên với phẩm mạo cư sĩ, mình hành pháp, mình học pháp rất là tốt, chứ đâu phải đợi với xuất gia mới hành pháp hay là học pháp đâu. Xin trả lời cho cái người Phật tử là như vậy.